cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn vì sao đại bồ tát muốn tạo con đường cứu cánh cho thế gian mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột phật dạy này thiện hiện đại bồ tát phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột vì muốn hữu tình nói pháp thế này sắc rốt giáo tức chẳng phải là sắc thọ tưởng hành thức rốt giáo tức chẳng phải là thọ tưởng hành thức nhãn xứ rốt giáo tức chẳng phải là nhãn xứ nhĩ tý thiệt thân ý xứ rốt giáo tức chẳng phải là nhĩ tý thiệt thân ý xứ sắc xứ rốt giáo tức chẳng phải là sắc xứ thanh hương vị xúc pháp xứ rốt giáo tức chẳng phải là thanh hương vị xúc pháp xứ nhãn giới rốt giáo tức chẳng phải là nhãn giới sắc giới nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra rốt giáo tức chẳng phải là sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra nhĩ giới rốt giáo tức chẳng phải là nhĩ giới thanh giới nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra rốt giáo tức chẳng phải là thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra tĩ giới rốt giáo tức chẳng phải là tĩ giới hương giới tĩ thức giới và tĩ xúc cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra rốt giáo tức chẳng phải là hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra thiệt giới rốt giáo tức chẳng phải là thiệt giới vị giới thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra rốt giáo, tức chẳng phải là vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thân giới rốt giáo, tức chẳng phải là thân giới, xúc giới thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra rốt giáo, tức chẳng phải là xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra. Ý giới rốt giáo tức chẳng phải là ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc. Cũng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra rốt giáo tức chẳng phải là pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra. Địa giới rốt giáo tức chẳng phải là địa giới, thủy hỏa phong không thức giới rốt giáo tức chẳng phải là thủy hỏa phong không thức giới, vô minh rốt giáo tức chẳng phải là vô minh hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não rốt giáo tức chẳng phải là hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não bố thí ba la mật đa rốt giáo tức chẳng phải là bố thí ba la mật đa tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa rốt giáo tức chẳng phải là tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa pháp không nội rốt giáo tức chẳng phải là pháp không nội pháp không ngoại pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh rốt ráo, tức chẳng phải là pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh, chân như rốt ráo tức chẳng phải là chân như pháp pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh ly xanh định pháp trụ pháp thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghỉ, rốt giáo tức chẳng phải là pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. thánh đế khổ rốt giáo tức chẳng phải là thánh đế khổ thánh đế tập diệt đạo rốt giáo tức chẳng phải là thánh đế tập diệt đạo